Trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, chiều nay ngày 10 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu. Lai Châu là tỉnh miền núi, giáp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, có đường biên giới dài 265,095 km, diện tích tự nhiên là 9.068 km vuông. Tỉnh có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biên mậu, công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, đất hiếm, thủy điện, nông lâm nghiệp và thủy sản. Trong những năm qua, Lai Châu cơ bản thoát ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá nhanh, giai đoạn 2011-2015 đạt 7,4% một năm. Năm 2016 đạt 24,88%, vượt mức kế hoạch 17,23%. Năm 2016, GDP bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng, bằng 49% so với cả nước và bằng 68% so với bình quân vùng miền núi phía Bắc. Ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của Lai Châu, nhanh và đều trong bối cảnh xuất phát điểm khó khăn. Ý kiến của lãnh đạo các bộ ban ngành nhấn mạnh, Lai Châu có tiềm năng phát triển và loại lớn nhất cả nước để phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, trong đó các cây công nghiệp như cây mắc ca, cao su cùng cây ăn quả. Trước thực tế lãnh đạo tỉnh nêu, khi địa phương lâu nay vẫn chưa khẳng định được cây chiến lược có quy mô lớn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã chỉ ra vấn đề cốt lõi, phải xác định phương thức tính chất quản trị của đối tượng sản xuất là ai, người dân hay là doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nhấn mạnh sẽ bàn cụ thể về từng loại cây với tỉnh Lai Châu và sẽ đưa doanh nghiệp về nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Đồng thời lưu ý tỉnh cần xây dựng khuôn khổ chính sách đầu tư đủ sức hấp dẫn, phù hợp với luật định, thể hiện khát vọng của tỉnh thu hút các doanh nghiệp hạt nhân. Trước đề xuất của tỉnh Lai Châu về việc sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường nối cao tốc Hà Nội Lào Cai với thành phố Lai Châu để phát triển giao thương, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho biết dự án dự kiến vay vốn ADB là 870 triệu đô la Mỹ để làm hai tuyến nối đường sang tỉnh Hà Giang và Lai Châu. Bộ đã đề nghị chính phủ giao cho Bộ Giao thông và Vận tải làm chủ đầu tư, dự kiến sớm nhất cuối năm 2018 sẽ khởi công phát biểu kết luận chủ tịch quốc hội biểu dương những thành tích của tỉnh lai châu và đề nghị tỉnh lai châu tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành tại buổi làm việc đồng thời chủ tịch quốc hội đặc biệt lưu ý tỉnh lai châu cần phải quan tâm đến đời sống của đồng bào một nhiệm vụ nữa là phải chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh đặc biệt chú ý tới đồng bào các dân tộc rất ít người và hôm nay đó anh, anh chiến có nói chuẩn bị cho khóa tới thì có những dân tộc ít người mà lại nhiều ở Lai Châu tham gia quốc hội để nâng cái tỷ lệ các cái dân tộc trong 54 dân tộc của Việt Nam tham gia vào các <laughs> cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Liên quan đến vấn đề kiến nghị của tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo đảng nhà nước trong các buổi làm việc tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội đã giao Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc tổng hợp, phân loại và giám sát thực hiện. Trước đó vào sáng nay tại Lai Châu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm đồn biên phòng Pa Tần, xã Pa Tần, huyện Sinh Hồ. Thành lập ngày 20 tháng 1 năm 2006, đồn biên phòng Nậm Ban, phiên hiệu 303, nay là đồn biên phòng Pa Tần thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, nằm cách thành phố Lai Châu 54 km, giáp biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đồn hiện đang quản lý và bảo vệ 12,973 km đường biên, trong đó có 4 mốc chính, 2 mốc phụ và quản lý địa bàn xã Pa Tần, huyện Sinh Hồ trong những năm qua cán bộ chiến sĩ của đồn luôn đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới chủ động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội giữ vững an ninh trật tự cán bộ chiến sĩ của đồn vừa kết hợp làm nhiệm vụ chính trị vừa làm thầy giáo thầy thuốc tận tâm và nhiệt huyết bên cạnh đó đồn còn tích cực vận động nhân dân bảo vệ đường biên cột mốc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia vui mừng trước những kết quả đồn Patton đã đạt được, nhấn mạnh không có cột mốc xi măng, cốt thép nào vững chắc bằng cột mốc lòng dân. Chủ tịch Quốc hội căn dặn các cán bộ chiến sĩ đồn Patton phải lấy cột mốc lòng dân để bảo vệ chủ quyền vững chắc của nước ta. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng bức tranh Bác đang cùng chúng cháu hành quân cho đồn biên phòng Patton và đi thăm cơ sở vật chất đời sống của cán bộ chiến sĩ nơi đây.